Good morning, everyone. Welcome to Tony X-Man Restaurant. Xin chào tất cả các bạn. Chúc mừng bạn Cúc Áo lại tiếp tục bóc được tem của bữa sáng thứ 15. Chào Hani Nguyễn Hà An. Chào bạn Hồ Thị Ánh. Chào anh Phan Quốc Cường. Chào bạn Lê Nguyệt. Chào em Minh Ngọc. Chào Nguyễn Thị Bình. Chào bạn Phạm Minh Thư. Chào bạn Nhím Con. Chào bạn Hằng Nga. Chào anh Kiều, xin cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn về lời chúc. Chào bạn Phương Trần. Chào Nguyễn Thị Quyên. Chào Lê Trung Dũng nhé. Dũng 3K. Và các bạn có thể thấy là hiện nay ở trong nhà hàng đã có sự hiện diện của các bạn đặc vụ X-Men. Các bạn đặc vụ X-Men hãy mỉm cười để cùng chào các bạn thực khách đang đến với nhà hàng nhé. Xin chào hiệp sĩ Bùi Thị Lan, chào đặc vụ Nemo Nguyễn Hồng. Good morning guys, so nice to see all of you here again in Tony Restaurant. Let's have a yummy breakfast together. Ok, hiện nay chúng ta đã có 37 bạn thực khách ở có mặt trong nhà hàng. Các bạn biết không, ngày hôm qua chúng ta đã có một bữa sáng rất là nhiều tình cảm. Một bữa sáng đong đầy yêu thương đúng không ạ? Có rất là nhiều bạn đã có mặt tại nhà hàng Tony X-Men Restaurant để thưởng thức bữa sáng về tình mẹ nhân dịp ngày 8 tháng 3. Thế nhưng mà sau đó thì tôi có một chút hơi buồn, bởi vì tôi nhìn lại thấy cái phần mà các bạn lan tỏa yêu thương thì rất là hạn chế. Có nghĩa là có đến 80, gần 80 bạn, 70 mấy bạn tham gia bữa sáng. Thế nhưng mà chỉ có 45 bạn lan tỏa cái sự thông điệp về tình yêu này đến với mọi người, đến với người thân, đến với bạn bè, nhất là đến với mẹ của mình. Chỉ có 45 bạn thôi các bạn ạ, chỉ có 45 bạn. Và điều này làm cho tôi khá là chạnh lòng, bởi vì tôi nghĩ rằng là một cái thông điệp về tình yêu, nhưng một ngày đặc biệt như vậy, và tôi cũng rất là chân thành chia sẻ với các bạn, mà các bạn lại còn không có thể giúp để có thể lan tỏa cái việc này đến cho tất cả nhiều người hơn nữa, thì tôi thấy rõ ràng ở trong đâu đó trong con người của bạn vẫn đang còn có cái tính là nhận nhiều hơn là cho. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng để mà chuyển từ một con người luôn đi nhận sự yêu thương của người khác sang thành một con người đi lan tỏa sự yêu thương là một cả một hành trình, là cả một sự trưởng thành của từng con người một, và không phải là dễ dàng gì mà có được. Nhưng mà tôi rất là mong tất cả những cái bạn mà đã tham gia bữa sáng với Tony X-Men thì các bạn sẽ từng bước, nếu như các bạn chưa thì sẽ từng bước trở thành những con người chia sẻ nhiều hơn, lan tỏa yêu thương nhiều hơn, thay vì chỉ có đón nhận. Cuộc đời của chúng ta chỉ có thể thực sự trọn vẹn, có ý nghĩa nếu chúng ta là những người chia sẻ. We are sharers. We are not only takers, we are also givers. We are sharers. Chúng ta không phải chỉ là những người chỉ chuyên nhận, đúng không ạ? Và chúng ta không phải là những người chỉ có máu nhóm A, mà chúng ta còn có cả máu nhóm O, đúng không ạ? Chúng ta không chỉ là những người chuyên nhận, mà chúng ta còn có thể là chuyên cho nữa. Vì vậy tôi rất là mong các bạn hãy chia sẻ bữa sáng với mọi người. Và đây cũng chính là động lực để tôi cảm thấy mỗi buổi sáng dành cho các bạn 30 phút, 40 phút là nó thực sự có ý nghĩa. Nếu mà nhà hàng nấu nướng không ngon, các bạn bỏ đi thì đã đành. Nhà hàng nấu vẫn rất ngon, các bạn vẫn rất là đến đông, và các bạn chỉ muốn ăn riêng cho mình và không muốn chia sẻ bữa sáng này đến cho những người khác. Có rất nhiều người đang rất muốn được thưởng thức bữa sáng này, muốn được học thêm tiếng Anh,
muốn được lan tỏa những điều tích cực mà các bạn không làm điều đấy thì nhà hàng cũng rất là buồn đúng không ạ? Và đương nhiên dần dần tôi cũng thấy rằng là như vậy thì là tôi đang phục vụ một cái lượng thực khách mà chỉ chuyên nhận mà thôi. Và tự nhiên tôi cũng sẽ cảm thấy là mất cái nhiệt huyết để có thể phục vụ bữa sáng tốt hơn. Các bạn thấy không ạ? Giọng của tôi ngày hôm nay đã trùng hơn rất là nhiều so với những ngày trước. Và tôi rất là mong các bạn hãy giúp tôi biến cái bữa sáng này trở thành nguồn năng lượng tích cực không chỉ của các bạn mà còn là nguồn năng lượng của tôi nữa để tôi có thể phục vụ các bạn tốt hơn đúng không ạ? Hãy chia sẻ. Hiện nay đã có 40 mấy gần 50 bạn ở trong nhà hàng, hãy chia sẻ cái livestream này đến với nhiều người thân của mình và các bạn hãy xem lại, bởi vì mỗi một cái livestream, mỗi một cái nội dung mà tôi chia sẻ trong từng bữa sáng, mỗi một món ăn chính mà tôi nấu cho các bạn đều là những thứ mà tôi đã chắt lọc, chắt chiu từ rất là nhiều kiến thức và rất là nhiều kinh nghiệm để có thể chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy đón nhận nó với cái tâm mở nhất, với tình yêu thương lan tỏa nhất. Và như vậy thì cuộc đời của chúng ta mỗi ngày đều tươi đẹp các bạn nhé. Xin được chào các bạn thực khách mới vào nhà hàng để tham gia. Xin chào thầy giáo Mai Văn Truyền, chào bạn Huỳnh Thanh Thảo, chào anh Dũng Đinh, chào chị Mười Nguyễn, chào Cao Thanh Tuyết, chào Hồng Mai, chào Huyền Lê, Ngọc Hoa, chào Bùi Thị Mai Hoa, chào Lê Nguyệt, chào Nguyễn Thị Kim Duyên, xin chào tất cả các bạn. Các bạn hãy comment cho mình biết các bạn có sẵn sàng lan tỏa cái bữa sáng của Tony X-Men đến với những người thân của mình không? Nếu các bạn có, các bạn hãy bấm yes và các bạn hãy tương tác thả tim để tôi biết là các bạn thực sự là muốn ăn bữa sáng này và các bạn muốn lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nữa. Các bạn hãy cho tôi biết nhé. Xin chào bạn Hằng Lương, chào các bạn. Tôi là một người có may mắn được đi rất là nhiều nước ở trên thế giới, được học và được sống ngắn hạn, dài hạn ở nhiều nước. Và vì vậy cho nên tôi có dịp quan sát, các bạn ạ, tôi có dịp quan sát cái cách mà con người dân ở mỗi nước người ta sống và người ta ứng xử như thế nào trong cuộc sống. Thì sau khi đi rất là nhiều, tôi đã đi đến gần 30 nước và đi rất nhiều lần chứ không phải chỉ một nước là chỉ có đi. Đi một lần như đi du lịch đâu, đi 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 lại lại nhiều lần và thậm chí ở ở ở hàng tháng nữa. Thành ra tôi có dịp quan sát rất là kỹ về cái cách mà người ta ứng xử ở trong cuộc sống. Thì tôi thấy rằng có một cái sự khác biệt rất rõ rệt giữa người Việt của chúng ta với những người ở các nước khác, ngay cả với những người ở các nước cạnh chúng ta luôn. Đơn cử như là các bạn Lào hay là các bạn Thái Lan. Thì có một điểm khác biệt mà tôi có thể nói một cách rất là tự tin mà không sợ nhầm lẫn, đó là cái thái độ, cái cách mà bày tỏ thái độ của người Việt với những cái người các cái chủng tộc khác, với những cái con người ở các nước khác, cách bày tỏ thái độ rất khác nhau. Bày tỏ thái độ tức là nói lên chính kiến của mình, nói lên cảm xúc của mình, nói lên cảm giác của mình trước một việc nào đó. Bày tỏ thái độ có thể là bày tỏ sự phản đối, cũng có thể là bày tỏ sự khen ngợi và chia sẻ. Khác nhau như thế nào? Khác lớn nhất đó là người các nước họ rất là sẵn sàng bày tỏ thái độ, sẵn sàng bày tỏ thái độ. Còn người Việt Nam của chúng ta thì rất là hiếm khi dám bày tỏ thái độ. Và điều này tôi không chỉ quan sát ở môi trường làm việc, môi trường xã hội mà tôi quan sát ở môi trường học hành luôn các bạn nhé. Cả môi trường học hành. Tôi lấy ví dụ, trong những năm tháng tôi học ở Đại học Sydney, thì các bạn đi học cùng tôi, bây giờ tôi nói như thế này, các bạn đi học cùng tôi có thể nghe lại livestream này và có thể phản hồi ý kiến của tôi nếu như tôi nói sai. Là những người, đều là những người rất là giỏi. Đúng không? Bạn của tôi là những người đều giành được học bổng du học của chính phủ cấp. Thế nhưng mà so với những cái bạn khác đến từ các nước khác, ngay cả đến với từ đất nước Campuchia, là đất nước mà chúng ta vẫn coi là phát triển kém hơn chúng ta, thì ở trong lớp học các bạn Việt Nam của chúng ta rất là kín tiếng, không mấy khi mà giơ tay để trả lời câu hỏi, không mấy khi mà phát biểu trước lớp. Trong lúc các bạn Campuchia, các bạn Lào, tất nhiên các bạn châu Âu thì không nói làm gì rồi, thường xuyên trao đổi
và thường xuyên phản biện lại tất cả những cái nội dung mà thầy cô đã đưa ra. Thì đấy là trong môi trường học đường mà toàn là những người tinh hoa cả. Còn trong môi trường bên ngoài thì như tôi nói, người Việt Nam rất ít khi bày tỏ thái độ, kể cả việc phản đối cũng không bày tỏ đã đành rồi, bởi vì tâm lý dĩ hòa vi quý, không muốn mua rắc rối vào bản thân. Nhưng mà cái tệ hơn nữa là bày tỏ sự yêu thương, bày tỏ cái sự cảm ơn cũng rất là kém luôn, rất là kém luôn. Ngay cả chuyện mà các bạn về nhà để nói với mẹ rằng con yêu mẹ, tôi không biết là trong số 56, 57, 60 bạn đang còn tham gia ở đây, có ai cảm thấy dễ dàng trong cái việc mà đứng trước mặt mẹ mình và nói với mẹ mình rằng con yêu mẹ? Tôi thấy không phải là tất cả mọi người đều làm được điều đấy. Không phải tất cả mọi người đều làm được điều đấy. À, cho đến cái việc là chúng ta bày tỏ sự biết ơn và cảm ơn. Cái câu mà ở bên Úc này cũng như các nước phương Tây nó nói nhiều nhất, với tần suất cao nhất và gây ra cái sự ngạc nhiên lớn nhất cho những người đến thăm, đó là cái câu thank you. Thank you. Họ thank you all the time. Lúc nào cũng thank you. Người này thank you xong lại người kia thank you lại. Không phải là sáo rỗng các bạn ạ. Không phải sáo rỗng. Bởi vì chúng ta đều biết ngôn ngữ và hành vi của chúng ta nó gắn chặt với nhau. Chúng ta nói câu nào thì chúng ta sẽ hành động câu đó. Chúng ta nói theo kiểu người lịch sự thì chúng ta sẽ hành xử như người lịch sự. Và chúng ta ăn nói theo kiểu lỗ mãng thì chúng ta sẽ hành xử như là du côn, du đã, người không có học. Cho nên là khi mà chúng ta mở miệng nói những lời yêu thương thì ngay lập tức chúng ta tự điều chỉnh hành vi của chúng ta và chúng ta trở thành những con người mà chỉ hành động yêu thương. Khi mà chúng ta biết chia sẻ, lan tỏa sự yêu thương thì chúng ta sẽ trở thành những con người tràn ngập sự yêu thương ở trong lòng mình. Và nếu chúng ta chỉ tiếp nhận mà thôi thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cái hạnh phúc của cuộc đời cả. Đấy là cái thông điệp mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn ngay đầu buổi sáng ngày hôm nay, ngày buổi tháng ngày 19 tháng 3, và chúng ta vẫn đang nằm trong cái tuần lễ áo dài, tuần lễ tôn vinh những người phụ nữ và trước hết là tôn vinh những người mẹ. Và các bạn hãy bày tỏ sự yêu thương với người thân của mình, với mẹ của mình, hãy lan tỏa sự yêu thương các bạn nhé. Đã có 60 bạn thực khách ở trong nhà hàng và tôi nghĩ là sẽ còn đông hơn nữa. Và tôi rất là mong là các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa cái tip này đến đông đảo người thân của mình, bạn bè của mình bằng cách chia sẻ nó. Hôm nay với thời lượng khoảng 15 phút, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món chính mà tôi đã thông báo, đó là món pronoun. Pronoun là món đại từ. Kể từ bữa sáng này trở đi thì tôi đã có một cái quyết định là tôi sẽ đồng hành cùng với các tân học viên của chương trình xóa mù Anh ngữ miễn phí English to Conquer the World. Các bạn khóa 3 là những bạn bắt đầu học tiếng Anh ở trình độ sơ đẳng nhất với cái khóa học xóa mù Anh ngữ tận gốc. Vì vậy cho nên là tôi sẽ đưa ra những cái món chính bám sát với cái chủ đề học của các bạn học viên khóa 3 để các bạn ấy có thể có thêm kiến thức, có thể có thêm thời lượng được hướng dẫn để học hành. Và nhân tiện thì cho tôi hỏi, trong số hơn 60 bạn đã có mặt ngay thời điểm này thì có những ai là học viên khóa 3, các bạn hãy gõ chữ K3 cho tôi ạ. Có ai là những bạn học viên khóa 3, các bạn hãy gõ K3 giúp tôi. Và tôi nhờ các bạn đặc vụ phụ trách hãy nhìn vào trong phần livestream để xem cho tôi là trong số các bạn học viên khóa 3, chúng ta có hơn 80 bạn học viên khóa 3 đúng không ạ? Hơn 80 bạn, chúng ta xem là có bao nhiêu học bạn học viên khóa 3 đang theo dõi bữa sáng của Tony X-Men. Các bạn hãy đánh chữ K3 nếu các bạn đang là những người tham gia bữa sáng, là các bạn là học viên của khóa 3 và đang tham gia bữa sáng English Breakfast with Tony X-Men. Đây là minh chứng để cho tôi thấy rằng các bạn là những người thực sự tha thiết xóa mù. Các bạn là những người thực sự tìm kiếm mọi cơ hội để nâng cao trình độ tiếng Anh. Nếu các bạn bảo rằng là tôi tha thiết xóa mù và các bạn cứ thấy cơ hội miễn phí là lao vào đăng ký, nhưng mà những bữa sáng như thế này, những thời lượng mà tôi dành thời gian từ Sydney, trực tiếp từ Sydney, dành thời gian cho các bạn mà các bạn không có mặt để tham gia, thì điều đó nó nói lên rất nhiều về cái gọi là quyết tâm của các bạn. Tuyệt vời, rất là nhiều bạn K3 đúng không ạ? Chúng ta có đây là có bạn Hiệp sĩ Bùi Thị Lan, bạn Phạm Minh Thư, anh Phan Quốc Cường, bạn mẹ của Phan Nguyễn Thục Chi, bạn Nguyễn Thị Vị, bạn Phương Trần, bạn Dũng Đinh, bạn Lê Trung Dũng, thầy giáo Mai Văn Truyền, bạn Cao Thanh Tuyết, bạn Lê Doãn Lệ, bạn Trần Thúy Nga, hiệp sĩ Trần Thúy Nga, bạn Võ Kim Hoa, bạn Nguyễn Thùy Liên, bạn các bạn đặc vụ Hà Liên, bạn Ngô Đông Phi, Ngô Đồng Phi, Hằng Lương khóa 4, Phương Trần, Nguyễn Liên, Lê, rất là nhiều bạn khóa 3.
Và các bạn, rất là cảm ơn các bạn vì điều đó giúp cho tôi cảm thấy rất là phấn khởi và cảm thấy tôi đang làm những cái điều có ích nhất để có thể hỗ trợ cho các bạn. Và tôi tin tưởng rằng với thái độ này, các bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái căn bệnh mù chữ thời hiện đại, đó là bệnh mù chữ tiếng Anh, đúng không ạ? Ok, rất là cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến với món chính của ngày hôm nay, là món pronoun, tức là đại từ. Chúng ta sẽ đi đến món chính là món đại từ. Ok, có những bạn có góp ý cho tôi rằng là hãy điều chỉnh lại cái góc hình. Nhưng mà tôi rất là xin lỗi là bởi vì trong cái khuôn không gian của home office, tức là văn phòng tại nhà của thời COVID, thì tôi chỉ có thể có một cái không gian như vậy. Và tôi cũng cố gắng vừa viết xong rồi có chụp hình chia sẻ lại với các bạn ở trên trang sau. Các bạn hãy cố gắng theo dõi. Đại từ. Trước hết, đại từ là gì? Đại từ là từ để thay thế cho danh từ. Khi chúng ta đã có danh từ rồi, nhưng mà chúng ta lại muốn dùng một cái từ gì đó khác để thay thế cho danh từ, trong những trường hợp chúng ta không muốn đề cập lại danh từ đó, thì chúng ta có một cái loại từ gọi là đại từ. Tiếng Anh là pronoun. Và các bạn có thể thấy ở trong cái từ pronoun này, nó có cái từ noun là danh từ, đúng không ạ? Noun là danh từ. Pro là một tiền tố với ý nghĩa là ủng hộ hay là cho, là thay thế. Pro, pronoun là thay thế cho danh từ, là đại từ. Tiếng Việt gọi là đại từ thì là pronoun. Hôm nay chúng ta sẽ học tất tần tật liên quan đến pronoun. Sau buổi học này các bạn sẽ nắm vững tất tần tật những thứ liên quan đến pronoun. Pronoun là một từ loại rất quan trọng trong tiếng Anh. Bởi vì nếu không có pronoun thì tiếng Anh sẽ trở nên rất là buồn chán, cũng giống như là thế giới này nếu mà không có phụ nữ vậy. Pronoun có thể coi là phụ nữ, là một người rất là có quyền năng, làm cho cuộc sống rất là tốt đẹp và nhiều ý nghĩa hơn. Tôi lấy một ví dụ thế này để các bạn hiểu thế nào là pronoun. Chúng ta biết danh từ rồi đúng không ạ? Danh từ là từ để chỉ người, chỉ vật. Chỉ người và chỉ vật thì gọi là danh từ. Danh từ thì có hai loại danh từ, là danh từ chung và danh từ riêng, đúng không ạ? Danh từ chung là để chỉ những đồ vật, những tất cả mọi thứ một cách chung chung. Còn danh từ riêng là ví dụ như tên riêng của mình này, Anthony là một danh từ và đó là danh từ riêng, tên riêng. Ruby, Mona, Newman, Pinky, Maggie, đây ạ, các bạn vẫn đang theo dõi trên màn hình, tôi sẽ cho các bạn thấy. Các bạn ấy vẫn đang theo dõi trên màn hình nhé. Các bạn có thấy không ạ? Đấy, các đặc vụ vẫn đang theo dõi trên màn hình. Và họ vẫn luôn luôn giữ được cái khuôn mặt rất là tươi vui. Thì đấy là danh từ riêng. Bây giờ tôi nói rằng là tôi giúp Ruby học tiếng Anh. Tôi giúp Ruby học tiếng Anh. Thì trong cái câu tôi giúp Ruby học tiếng Anh đó, chúng ta có Ruby là danh từ, đúng không ạ? Và bây giờ tôi lại muốn nói lại câu này và tôi lại không muốn nhắc đến tên Ruby. Tôi nói rằng là và tôi giúp cô ấy rất nhiệt tình. Ví dụ vậy, thì lúc bây giờ có cái từ cô ấy để thay thế cho cái danh từ Ruby. Thì lúc đó chúng ta có một đại từ là đại từ cô ấy. Cô ấy là đại từ để thay thế cho danh từ Ruby. Hay tôi nói tôi là Anthony. Bây giờ tôi cũng có thể nói câu đấy. Anthony là Anthony. Anthony đây là Anthony. Và nếu mà tôi nói Anthony là Anthony, có phải các bạn thấy một cái câu nói nó rất là vụng về không? Thế nên tôi không muốn phải dùng hai từ Anthony. Vì vậy tôi phải dùng một cái từ khác để thay thế cho từ Anthony. Và tôi nói rằng tôi là Anthony. Tức bây giờ tôi chính là đại từ, bởi vì tôi nó thay thế cho Anthony. Như vậy đại từ là từ để thay thế cho danh từ các bạn nhé. Và chúng ta có những loại đại từ và những từ liên quan đến đại từ như thế nào? Nếu mà các bạn thấy bài giảng của tôi hay, bữa sáng của tôi ngon, thì nhớ là liên tục bấm tim thả like nhé. Tôi vẫn rất là thích nhận được những cái trái tim từ các bạn. Ok, liên quan đến cái này thì tôi lại có ba cái khái niệm mà tôi thấy rất là nhiều bạn đến bây giờ, kể cả những bạn học tiếng Anh lâu năm rồi, vẫn cảm thấy nó chưa có gì đó rõ ràng. Đó là khái niệm về ngôi thứ. Khái niệm về ngôi các bạn nhé. Tất nhiên từ này từ tiếng Việt, đúng không ạ? Thế bây giờ thế nào là ngôi?
Thì chúng ta hãy tưởng tượng thế này các bạn nhé. Trong một câu chuyện có ba người, có ba đối tượng trong một câu chuyện. Thì đối tượng thứ nhất là đối tượng người nói, đối tượng thứ hai là đối tượng người nghe, và đối tượng thứ ba là đối tượng mà cái người nào đó hay vật nào đó được nhắc đến. Có ba đối tượng trong một cuộc hội thoại. Thì đối tượng người nói, tức cái người mà phát ra cái thông tin, thì đó là ngôi thứ nhất. Cái đối tượng người nghe là cái đối tượng mà tiếp nhận thông tin được cái người thứ nhất đó phát ra, thì đó là ngôi thứ hai. Và khi mà hai người này phát thông tin qua lại với nhau, đúng không ạ? Tôi nói thì tôi là thành người phát, bạn nghe là bạn thành người nghe. Ngược lại, bạn nói thì bạn lại trở thành người phát và tôi lại trở thành người nghe. Như vậy là ngôi một và ngôi hai nó cứ đảo qua đảo lại các bạn, không bao giờ nó gắn chặt với một bên, đúng không? Bởi vì đối thoại là hai chiều mà, cái từ đối là đã bao bao hàm ý là hai chiều. Chúng ta có từ dialogue trong tiếng Anh, đúng không ạ? Dialogue là hai chiều, còn nói một chiều là monologue, là chỉ một chiều, đấy là hai chiều. Hội thoại là bao giờ hai chiều, vì là hai chiều cho nên là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai là cứ độ đảo qua đổi lại, cứ rồi qua đổi lại, nó không có gì. Tôi nói thì tôi thành ngôi thứ nhất, bạn nghe là bạn ngôi thứ hai, nhưng ngược lại khi bạn nói thì bạn lại trở thành ngôi thứ nhất và tôi nghe thì tôi lại trở thành ngôi thứ hai. Và khi tất cả hai người chúng ta lại tán gẫu và đưa chuyện về một người thứ ba chẳng hạn, chúng ta lại nói là con bé ấy nhìn thế chứ thông minh lắm đấy, thì lúc bây giờ chúng ta nói về một cái đối tượng thứ ba thì đó chính là ngôi thứ ba. Vậy thì bây giờ các bạn đã nắm rất là chắc chắn rồi thế nào là ngôi một, ngôi hai, ngôi ba rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là các bạn học viên khóa 3, và tôi cũng đề nghị nhờ các bạn đặc vụ phụ trách hãy nhắn tin để các bạn đặc học viên khóa 3, nếu như mà không theo dõi bài này thì hãy xem lại bài này, bởi vì đến lúc mà chúng ta học nó không nhiều thời gian, chúng ta sẽ phải học rất là nhanh, không có nói kỹ như vậy. Ok, vấn đề thứ hai là số ít và số nhiều. Vậy thì trong tiếng Anh nó lại phân biệt số ít và số nhiều, có nghĩa rằng là khi nào mà chỉ có nói một người một vật thì đó là số ít, còn từ hai người hai vật trở lên thì gọi là số nhiều. Như vậy khi mà chúng ta nói đến khái niệm ngôi thì chúng ta sẽ phải nhớ là chúng ta có ba ngôi, và mỗi một ngôi thì sẽ phải có số ít và số nhiều của ngôi đó. Và như vậy chúng ta có ngôi một, ngôi hai, ngôi ba. Đại từ nhân xưng là đại từ dùng để tự mình xưng hô thì gọi là đại từ nhân xưng, thay thế cho chính mình, thay thế cho cái người đó thì gọi là đại từ nhân xưng. Và đại từ nhân xưng là cái từ mà chỉ đóng vai trò làm chủ ngữ ở trong câu mà thôi, luôn luôn chỉ đóng vai trò chủ ngữ, không thể đóng vai trò gì khác, đó là đại từ nhân xưng. Chúng ta có những đại từ nhân xưng như nào? Ngôi thứ nhất, chúng ta có ngôi thứ nhất tức là nói với những người đang nói, đó là cái đối tượng đang nói. Đối tượng đang nói thì chúng ta có là tôi, tao hoặc là mình, đúng không? Đấy là số ít. Số nhiều sẽ là chúng tôi, chúng tao, chúng mình, là số ít và số nhiều của ngôi thứ nhất. Và chúng ta có ngôi thứ nhất số ít là I, 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 I là tôi. Và các bạn hãy lưu ý khi nào chúng ta dùng cái chữ I này này để viết cho cái chữ đại từ ngôi thứ nhất là I, chúng ta phải viết hoa nó, phải viết hoa, không bao giờ được viết thường các bạn nhé, I. Rồi, còn chúng ta nói chúng tôi tức là số nhiều, chúng tao, chúng mình thì là thành we. Như vậy ngôi thứ nhất chúng ta có I là tôi, we là chúng tôi, là số nhiều, đúng không? Ngôi thứ hai, khi tôi đang nói là tôi đây, các bạn đang ngồi nghe đó, đúng không? Các bạn đang theo dõi livestream của tôi, các bạn đang ngồi nghe đó, các bạn đang ở trong nhà hàng của tôi và nghe tôi nói hay là đang được tôi phục vụ ăn, thì các bạn chính là ngôi thứ hai và các bạn chính là you, you. Và các bạn hãy nhớ đối với ngôi thứ hai này thì số ít tức là một bạn với số nhiều là các bạn đều là you, nhưng mà tôi vẫn viết tách nó ra thành hai từ là you và you, you, you. Từ này phát âm là như nào? Chúng ta không phát âm là you, không phát âm là giu giu nhé, mà là you, you, you. Các bạn hãy tưởng tượng giống như là you, nhưng mà chúng ta sẽ, và nói chung là phải bắt chước. Các bạn càng bắt chước giống tôi thì càng tốt. You, you, ok. Rồi đến ngôi thứ ba là khi mà tôi và các bạn đang ngồi trong nhà hàng, tôi thì phục vụ món ăn cho các bạn thì ngồi ăn, sau đó chúng ta nói chuyện với nhau về một cái đối tượng nào đó nằm ngoài nhà hàng, đúng không ạ? Thì lúc bây giờ chúng ta nói về ngôi thứ ba, ngôi thứ ba thì chúng ta sẽ có số ít và số nhiều. Số ít thì trong ngôi thứ ba rất đặc biệt là họ,
trong tiếng Anh lại phân biệt ra các loại là đực và cái, tức là giống đực và giống cái. Ngôi thứ ba giống đực, tức là anh ấy, hoặc là nó, cái con gì đó mà là giống đực, như con chó đực chẳng hạn, con mèo đực chẳng hạn, con bò đực chẳng hạn, con trâu đực chẳng hạn, đó là giống đực. Rồi ngôi thứ ba số ít giống cái, như là cô ấy, như là em ấy như là em gái, hay là như con ấy, như là con mèo ấy chẳng hạn, hay là con trâu, con bò, con hổ, đó, thì đấy là giống cái. Còn cái loại loại thứ ba là cái loại trung tính, chứ không có giống, không có giống gì cả, như là quyển vở, quyển sách, cái cốc, cái nhà, đĩa thức ăn, thì đấy là ngôi thứ ba, ngôi thứ ba đối tượng mà bị đề cập đến, chứ không phải là đối tượng phát đi thông tin, cũng không phải là đối tượng tiếp nhận thông tin, mà đối tượng bị đề cập, bị đề cập. Thì chúng ta có số ít là có ba cái loại số ít: giống đực, giống cái và vô, không có giống, đúng không ạ? Vô tính. Và chúng ta có số nhiều là chỉ có một cái duy nhất. Vậy giống đực số ít là he. Như vậy he các bạn đừng có chỉ hiểu bó hẹp và giới hạn trong cái ý nghĩa là anh ấy nhé. He còn có thể có nghĩa là nó, là con ấy nữa cơ, con vật. Ví dụ con chó đó, con chó đó rất là đẹp, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có câu đó là that dog is beautiful. À, con chó đó. Nhưng bây giờ chúng ta lại muốn dùng một cái từ thay thế cho từ con chó, thì chúng ta dùng đại từ thay thế, đúng không ạ? Chúng ta nói là he is beautiful. He is beautiful. Thì đấy là he là giống số ngôi thứ ba, số ít giống được, đúng không ạ? Rồi, she là ngôi thứ ba, số ít giống cái. She đọc là tròn môi cong lưỡi các bạn nhé. She, she, đừng có đọc là she các bạn nhé, hãy cố gắng đọc như là we, đúng không ạ? Bắt chước. She, she, không đọc là she, không đọc là she mà là she, she. Hơi we một chút, đúng không ạ? She. Rồi ngôi thứ ba mà vô tính, không có giới tính, đúng không ạ? Thì là it, và đừng quên bật hơi cầm tiết cuối nhé các bạn. It, 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 it. Đấy là ba ngôi số ít. Còn ngôi số ba và số nhiều thì chỉ có một từ duy nhất là they. They, phát âm nhé. Cái này thì phải le lưỡi ra. Đúng không? They, they. Thì they này có thể có nghĩa là họ. Đối với con người là họ, đúng không ạ? Cũng có thể là chúng nó, bọn nó. Có thể là đồ vật nữa, chứ không nhất thiết là phải là người không. Các bạn hãy nhớ nhé, đừng có bị giới hạn và bó buộc bởi cái suy nghĩ rằng he là anh ấy, she là cô ấy, và they là họ. Nó có thể là bất cứ cái gì. Ok, thì như vậy đấy chính là đại từ nhân xưng. Các bạn hiểu không ạ? Nếu các bạn nào hiểu, hãy bấm cho tôi chữ yes hoặc là những dấu cộng ở trong phần chat box. Nếu các bạn hiểu tôi nói cái gì, hãy bấm cho tôi thấy, hoặc là thả tim thả like, hãy bấm cho tôi thấy là các bạn hiểu mà tôi nói những cái gì. Ok, sau khi chúng ta đã hiểu về đại từ nhân xưng rồi, thì chúng ta học những thứ tiếp theo là vô cùng đơn giản và dễ dàng. Vô cùng đơn giản và dễ dàng. Để chúng ta có đến 1, 2, 3, 4, 5 vấn đề, 5 loại từ mà cần phải học liên quan đến các cái loại đại từ này. 5 loại từ cần phải học liên quan. Loại thứ nhất chúng ta vừa mới học xong là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng. Loại thứ hai, tôi viết tắt, các bạn có thể chép lại nhé. Đây là đại từ nhân xưng, đờ, tờ, nờ, sờ. Đại từ nhân xưng chuyên đóng vai trò làm chủ ngữ, chỉ có thể đóng vai trò làm chủ ngữ, subject, subject. Loại thứ hai là đại từ tân ngữ, đờ, tờ, tờ, nờ. Đại từ tân ngữ tức là chỉ chuyên đóng vai trò làm tân ngữ, object, object ở trong câu, chỉ đóng vai trò làm tân ngữ. À ok, bây giờ nói đến khái niệm về chủ ngữ và tân ngữ thì tôi luôn nhân tiện tôi cũng giải thích luôn cho các bạn. Chủ ngữ là cái từ mà đứng đầu ở trong câu, là đối tượng chính của câu thì gọi là chủ ngữ, đúng không ạ? Chủ của câu. Còn tân ngữ là cái đối tượng bị tác động, đối tượng bị tác động ở trong câu, khách thể ở trong câu. À, tân ngữ là từ loại đứng sau danh, sorry, đứng sau động từ và bổ nghĩa cho động từ. Tân ngữ là từ loại, là loại từ hay là từ loại đứng sau danh,
đứng sau động từ và bổ nghĩa cho động từ, đó là tân ngữ. Ví dụ tôi nói câu I love you, I love you, I love you, I love you. Tôi yêu bạn, hay là con yêu mẹ, hay là anh yêu em, hay là em yêu chị, I love you. Thì trong đó chúng ta có I là chủ từ, love là động từ, và đằng sau động từ này nó có từ you là đại từ tân ngữ, và đóng vai trò làm tân ngữ của động từ love. Đúng không? I sing a song, tôi hát một bài hát, thì tôi là chủ từ, hát là động từ, một bài hát chính là tân từ để bổ nghĩa cho cái động từ hát. I sing a song, sing là động từ, a song là bài hát, đóng vai trò làm tân từ ở trong câu. Ok, chúng ta có hệ thống đại từ tân ngữ như sau. Ngôi thứ nhất I thì sẽ thành me, me. Như vậy khi mà nói rằng là họ yêu tôi, đúng không ạ? Thì hoặc là chúng ta nói là Peter hay là Mary yêu tôi. Mary là tên riêng, yêu là loves, tôi là ai? Thì chúng ta sẽ, nếu như mà không hiểu về chức năng của từ loại, chúng ta sẽ nói rằng Mary loves I. Mary loves I. Mary yêu tôi. Nhưng trong trường hợp này là sai ngữ pháp, bởi vì I là đại từ nhân xưng và chỉ đóng vai trò làm chủ ngữ. Trong lúc đó cái từ I, cái tôi ở trong cái câu này, là tiếng Việt thì đều gọi là tôi cả. Tôi yêu Mary hay Mary yêu tôi thì cũng chỉ có một mỗi là từ tôi duy nhất. Nhưng trong tiếng Anh thì nó lại phân biệt chức năng. Tôi yêu Mary thì tôi lại là chủ từ, nhưng Mary yêu tôi thì tôi lại là tân ngữ, bởi vì đứng sau cái động từ yêu. Vì vậy trong trường hợp này chúng ta phải dùng đại từ tân ngữ là phải thành là me, thành là Mary loves me. Đó, các bạn nhớ chưa? Cốt lõi của vấn đề. Rồi, còn chúng tôi thì đại từ tân ngữ sẽ là us. Ví dụ, Mary yêu chúng tôi, Mary loves us. You là bạn, thì đại từ tân ngữ của số ít cũng là you, và đại từ tân ngữ của số nhiều cũng là you not. Ví dụ, cũng nói câu I love you, và ngược lại you love me, thì hai cái từ you ở trong câu này nhé, mặc dù đều viết là you nhưng nó là hai từ khác nhau các bạn ạ. Kỳ lạ không? Viết y xì nhau, đọc y xì nhau, nhưng lại là hai từ khác nhau. Nghe rất là kỳ lạ đúng không ạ? Bởi vì chúng ta chỉ có thể hiểu được cái sự kỳ lạ này nếu chúng ta hiểu đúng vai trò ngữ pháp của nó. Trong câu I love you thì cái từ you này cũng viết như vậy, cũng là you, cũng là viết như vậy, nhưng nó lại đóng vai trò làm tân ngữ. Còn ngược lại trong câu you love me thì cái you đó cũng viết như vậy luôn, nhưng lại đóng vai trò làm chủ ngữ. Và khi nó là chủ ngữ thì nó là đại từ nhân xưng, khi nó là tân ngữ thì nó lại là đại từ tân ngữ. Nó khác nhau. Rồi, còn các ngôi thứ ba thì chúng ta có he thì thành him. Tôi yêu anh ấy, I love him, chứ không phải là I love he. Cô ấy là she thì thành her, I love her, chứ không phải là I love she. Tôi yêu nó thì nó vẫn là it, I love it thì vẫn là I love it. Và they, họ hay là chúng nó thì thành them. Chúng ta phát âm từ này them, cái này phải le lưỡi ra, them. Ok, I love them, tôi yêu họ. Mary loves them, Mary yêu họ. Thì đấy là đại từ tân ngữ. Xong mục thứ hai. Mục thứ ba, mục thứ ba không gọi là đại từ nhưng nó liên quan đến cái phần đại từ phía sau, cho nên tôi giới thiệu luôn là chúng ta có tính từ sở hữu. Chúng ta có tính từ sở hữu. Tính từ sở hữu các bạn ạ. Thế nào là tính từ? Thế nào là tính từ? Thế nào là tính từ? Tính từ, có ai biết không? Thế nào là tính từ? Tính từ là từ loại mà đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ nhá. Có sự đối lập ở đây, có sự so sánh một chút nhá. So sánh thứ nhất là chúng ta nói ra tân từ là từ đứng sau động từ để bổ nghĩa cho động từ, thì tính từ là từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ. Thế nhưng mà các bạn hãy lưu ý, tính từ thì lại là một loại từ, nhưng mà tân từ thì lại không phải là loại từ, mà tân từ lại là
chức năng của từ ở trong câu. Đừng nhầm lẫn nhé. Điểm cốt lõi tôi đã nói rất chậm cho bạn rồi. Thì khi nào mà cái từ mà đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ thì đó là tính từ. Chúng ta có ví dụ quyển sách của tôi. Thì trong tiếng Việt chúng ta nói là quyển sách của tôi. Quyển sách là danh từ và của tôi là tính từ. Để bổ nghĩa cho danh từ là quyển sách. Quyển sách này là quyển của ai? Quyển của tôi. Thì trong tiếng Anh ấy, thì nó lại thứ tự đảo ngược lại là this is my book. My book. Như vậy là của tôi là my. Lại đứng trước book là quyển sách. Để bổ nghĩa cho từ book đó. Book là quyển sách của ai? Quyển sách của tôi, my book. Và chúng ta có những cái từ như vậy xuất phát từ các đại từ mà đóng vai trò làm tính từ sở hữu, thì chúng ta có cái hệ thống tính từ sở hữu này. Của tôi là my, của chúng tôi là our. Ví dụ my book là quyển sách của tôi, our book là quyển sách của chúng tôi. Và chúng ta phát âm từ này nhớ nhé, không đọc là our mà phải là our. Nhớ nhé, có nguyên âm ơ cuối nhé. Our. Our book là của chúng tôi, quyển sách của tôi. Your của bạn nếu là một người, hay là hai người của các bạn cũng đều là your mà thôi. Your book. Your book. Của anh ấy, quyển sách của anh ấy. His book. His book. Quyển sách của cô ấy. Her. Her book. Her book. Quyển sách của nó. Its book. Its book. Của nó. Thì các bạn để ý từ đại từ nhân xưng it sang đại từ tân ngữ nó vẫn nguyên là it, nhưng mà sang đại, sang tính từ sở hữu thì nó đã trở thành có thêm cái s, its. Và các bạn đừng nhầm lẫn thằng its này với cái thằng viết tắt của it is nhé các bạn nhé. It is viết tắt cũng giống như này, nhưng có cái dấu phẩy ở đầu này là it is, đó là viết tắt của it is. Còn đây là it là một từ, là nghĩa là tính từ sở hữu là của nó. Và của họ là their. Their book, quyển sách của họ. Các bạn nhớ phát âm từ này là their nhé. Có hai từ phải nhớ nhé. Một là our, hai là their. Từ tính từ sở hữu chúng ta sẽ sang có cái đại từ sở hữu. Thế nào là đại từ sở hữu? Thì tôi đã nói với các bạn rồi, đại từ là từ để thay thế cho danh từ. Bây giờ lại thay thế cho một cái danh cụm danh từ chỉ sở hữu cái gì đó của ai, thì chúng ta sẽ có đại từ sở hữu. Ví dụ tôi nói là đây là quyển sách của tôi. This is my book. Như vậy my book là chúng ta có một danh từ, trong đó có một tính từ sở hữu là my, bổ nghĩa cho danh từ book, my book. Bây giờ tôi muốn nói lại câu đấy, nhưng tôi lại không muốn nhắc lại cái từ my book nữa. Tôi không muốn nói lặp. Cày lặp tốt ló, nói lặp khó nghe, ông cha dạy rồi đúng không ạ? Cày lặp, cày đi cày lại thì lúa sẽ tốt. Cày lặp tốt ló, mà nói lặp thì khó nghe, mà nói lặp cứ lặp đi lặp lại lắp bắp nơi mồm thì không ai nghe nổi. Cho nên tôi không muốn trở thành người nói lắp. Vì vậy tôi nên tôi phải có một cái từ gọi là đại từ sở hữu để thay thế cho cái my book đó, đúng không ạ? Tôi nói là this is my book. Sau đó tôi nhấn mạnh là it is mine. Mine chính là đại từ sở hữu để thay thế cho cả cái cụm từ là my book. Đây là quyển sách của tôi. Nó là của tôi. Mine. Mine là của cái gì đó của tôi. Câu thứ nhất, số ít. 75, gần 80 bạn theo dõi rồi nhé. Các bạn ăn sáng ngon thế này mà không có chia sẻ với người khác, chứ tôi xem tôi buồn lắm. Tôi buồn là tôi dừng, tôi không phục vụ ăn sáng luôn. Ok. Số nhiều là của chúng tôi thì sẽ giống như là từ tính từ sở hữu nhé. Our thì thêm cái S thành là ours. Nhớ nhé, có sự khác biệt. Đọc là ours, của chúng tôi. Your, các bạn thấy không? Sang cái đại từ sở hữu cũng thêm cái đuôi S này là yours. Yours. This is your book. Đây là quyển sách của bạn. It is yours. Nó là của bạn. Số nhiều cũng vậy luôn. Nhưng mà sang cái thằng ngôi thứ ba thì riêng cái thằng his này là của anh ấy thì không có sự thay đổi gì. His vẫn là his. Nhưng mà của cô ấy, her, thì lại thành hers. Thêm cái đuôi S. Hers. This is her boyfriend. Đây là bạn trai của cô ấy. He is hers. Anh ta là của ấy, của cô ấy. Không thể là của ai được, đúng không ạ? He is her boyfriend. He is hers. It không có sự thay đổi, vẫn là it. Đại từ sở hữu vẫn là it. Nhưng mà số nhiều there thì lại có sự thay đổi, là thêm đuôi s thành là theirs.
This is their class. Đây là lớp học của họ. It is theirs. Nó là của họ. Ok. Và cuối cùng chúng ta có một hệ thống đại từ cuối cùng là đại từ phản thân. Tôi giới thiệu nốt. Đại từ phản thân. Phản thân là cái từ tiếng Hán. Tôi không thích từ này lắm, nhưng mà tại vì thấy sách vở Việt Nam hay dùng và có thể các bạn đã từng nghe, tôi lại dùng lại cái từ này để giúp cho các bạn dễ nắm bắt. Đại từ phản thân là khi chúng ta muốn dùng một cái từ để mà nhấn mạnh lại chính ai, chính chúng ta làm cái việc gì đó, thì chúng ta dùng cái từ này. Ví dụ tôi nói rằng là chính tôi dạy tiếng Anh cho cháu gái của tôi. Đó. Tôi không phải là người khác, mà tôi, chính tôi dạy tiếng Anh cho cháu gái của tôi. Như vậy tôi sẽ nói câu này là I, myself. I là tôi, đúng không ạ? Và myself là đại từ phản thân, là chính tôi. I là tôi, là đại từ nhân xưng. Myself là đại từ phản thân để nhấn mạnh là chính tôi. Teach my niece English. Teach my niece English. Chính tôi dạy tiếng Anh cho cháu gái của tôi. Còn bây giờ tôi lại nói cái câu này. Tôi dạy tiếng Anh cho chính cháu gái của tôi. À, thì lại khác, đúng không ạ? Lúc bây giờ lại chúng ta nhấn mạnh đến cái cô cháu gái đấy, đúng không ạ? Chúng ta lại dùng cái đại từ phản thân ngôi thứ ba để mà nhấn mạnh là dạy tiếng Anh cho cái cô cháu gái đấy. Lúc bây giờ cái câu nó sẽ là I teach my niece herself. À, tôi dạy cho chính cô ấy. Còn nếu mà nói là I myself teach her thì là chính tôi dạy cho cô ấy. Đó. Thì khi nào chúng ta muốn phản thân, tức là muốn nhấn mạnh đến vai trò, thì chúng ta sẽ có những cái đại từ phản thân, và chúng ta có đại từ phản thân như sau. Ngôi thứ nhất, I, tôi, thì thành myself. Các bạn đừng để ý cái đuôi là lf nhé. Lf, self, 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 myself. Ok, myself là chính tôi. Sang số nhiều, chính chúng tôi, thì các bạn sẽ thấy là quy tắc biến đuôi cái chữ F này sang số nhiều là sẽ biến thành chữ V và thêm đuôi ES, thành là ourselves, 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 our, our nhá. Các bạn để ý có sự biến đổi nhất từ này, our, ours, ourselves, ourselves, sang của chính bạn nhá, chính bạn. Your, yours, yourself, số ít. Và các bạn có thể thấy nhé, nãy giờ cái ngôi thứ hai này, số ít và số nhiều đều giống nhau cả, mà tôi cứ vẫn viết gấp đôi, tôi vẫn cứ viết lại, tôi không viết một từ, tôi vẫn viết cả hai. Là bởi vì các bạn không, đến đây là chúng ta thấy nó hiện nguyên hình cái sự khác biệt. Nếu là số ít là yourself, chính bạn, thì số nhiều là chính các bạn sẽ phải biến đổi cái F này thành đuôi số nhiều, và nó sẽ là yourselves. Yourselves, 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 chính các bạn. Rồi, chính anh ấy là himself, himself. Trong văn nói có nhiều khi các bạn nghe có một số người sẽ nói là hisself, hisself, thì cách nói này không chính xác. Vẫn được chấp nhận trong văn nói nhưng mà không chính xác. Từ đúng của nó là himself. Của chính cô ấy là herself. Herself, chính nó là itself, itself. Và chính họ thì các bạn thấy nó trở về là them, giống như cái từ đại từ tân ngữ, nhưng mà cái đuôi của nó vẫn là phải biến thành số nhiều, là biến F thành V và thêm S thành là themselves, 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 themselves. Ok, như vậy các bạn thấy không, một buổi sáng rất là ngắn gọn, tôi đã giới thiệu cho bạn nắm bắt toàn bộ kiến thức về đại từ trong tiếng Anh. Và tôi tin chắc rằng sau bữa sáng ngày hôm nay các bạn đã nắm rất là vững vàng tất cả mọi tình huống và mọi loại từ liên quan đến đại từ trong tiếng Anh. Và tôi vẫn thấy rất là tuyệt vời khi 74-75 bạn, và có thể còn cao hơn nữa, vẫn tiếp tục theo dõi bữa sáng của Tonex Man từ nãy đến giờ. Điều đó nó nói lên rất nhiều điều nữa, nó nói lên bữa sáng của tôi không quá tệ, thậm chí là rất ngon. Và tôi rất tự tin về những bữa sáng do tôi nấu, vì tôi luôn tự tin tôi là người dạy xóa mù tiếng Anh giỏi nhất. Và vì vậy tôi rất là mong các bạn hãy tiếp tục lan tỏa cái sự này, cái kiến thức này, những cái sự chia sẻ này đến rất là nhiều người hơn nữa. Tôi hy vọng sẽ thấy được hơn 70 sự chia sẻ đối với bữa sáng ngày hôm nay, để tôi có động lực tiếp tục với bữa sáng ngày mai các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bữa sáng với Tony Axman.
English Breakfast with Tony Xman. Và đây là một nỗ lực của tôi trong việc phổ biến, hướng dẫn, dạy tiếng Anh cũng như kỹ năng một cách miễn phí cho những người trẻ ở các vùng thiệt thòi, ở nông thôn và vùng sâu của Việt Nam, trực tiếp từ Sydney, Australia, mỗi buổi sáng vào lúc 5:30. Và tôi hy vọng tôi sẽ còn tiếp tục làm được điều này nhiều và nhiều hơn nữa. Và điều đó một phần phụ thuộc vào tấm lòng chia sẻ và năng lượng của tôi, một phần cũng phụ thuộc vào sự hưởng ứng và chia sẻ của bạn. Thank you and all the best. Goodbye.